chào mừng đến với kỷ nguyên của Onana. Trung vệ Raphael Varane là người ghi bàn duy nhất giúp Manchester United thắng chật vật Wolves 1-0 trong trận ra quân Premier League. Nhưng tân binh Andre Onana mới là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trên sân của quỷ đỏ thành Manchester. Dường như kỷ nguyên của Onana tại Manchester United đã bắt đầu. Manchester United đã không thể chiến thắng, thậm chí chỉ có thể thoát thua trước một Wolves có ngày thi đấu tấn công tuyệt hay, nếu trong khung gỗ của họ không phải là một Onana chơi cực kỳ xuất sắc. Tân binh của đội chủ sân Old Trafford đã thực hiện 6 pha cứu thua cho Manchester United trước bầy sói. Đây là số lần cứu thua nhiều nhất mà một thủ môn Manchester United ở ngoại hạng Anh tại nhà hát của những giấc mơ thực hiện được kể từ con số 7 lần của David De Gea trước Chelsea vào tháng 8 năm 2019. Đặc biệt Onana hóa thành quái thú khi anh luôn đứng vững trong những phút cuối trận để bảo vệ lợi thế mong manh dẫn bàn 1-0 cho Manchester United. Cụ thể, trong các phút thứ 83, 84 và 99, nếu không nhờ kỹ năng chơi chân cũng như khả năng phản xạ tuyệt vời của cựu thủ thành Inter, thì có lẽ Manchester United không thể trụ vững trước những pha dứt điểm liên tục của đội khách. Đây không phải lần đầu Onana chơi tốt từ khi khoác áo Manchester United. Thủ thành người Cameroon có vẻ thích nghi nhanh chóng với môi trường mới, đồng đội mới tại nhà hát của những giấc mơ để xóa tan đi những hoài nghi ban đầu về anh. Liệu anh có xứng đáng thay thế De Gea trong khung gỗ quỷ đỏ thành Manchester? Theo các dữ liệu thống kê, Onana thực hiện thành công 24 trên tổng số 36 đường chuyền. Tỷ lệ chính xác đạt 67%. Sự điềm tĩnh, khả năng phán đoán chính xác, chơi chân tốt và cả lòng dũng cảm giúp thủ môn người Cameroon làm chủ vòng 16m50. Để các đồng đội yên tâm tiến lên phía trước. Dù không để thủng lưới lần nào, nhưng hàng thủ Manchester United có nhiều khoảnh khắc hớ hên. Thiếu sự chắc chắn cần thiết trước các đợt lên bóng của Wolves. May mắn cho quỷ đỏ thành Manchester khi Onana đã có một ngày thi đấu rất ấn tượng trong khung gỗ. Không chỉ chơi hay, Onana cũng may mắn khi không bị thổi phạt vì pha phạm lỗi với Sasa Kalajic ở phút 98 trong vòng cấm. Huấn luyện viên Gary Oney của đội khách đã nổi cơn thịnh nộ khi trọng tài VAR Michael Salisbury không yêu cầu trọng tài chính Simon Hopper xem lại màn hình bên sân về tình huống phạm lỗi này. Cuối cùng Onana cũng giúp Manchester United bảo toàn được lợi thế mong manh. Thủ môn suýt chút nữa đã hút vào đầu tiền đạo của chúng tôi. Nhưng tôi không quá ngạc nhiên khi Wolves không được hưởng một quả penalty. Họ, trọng tài, còn chả buồn xem lại tình huống này. VAR đôi khi chẳng để làm gì, huấn luyện viên Oney cay đắng phát biểu sau khi chính ông bị phạt thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Chính huyền thoại của Manchester United. Gary Neville cũng khẳng định rằng đội khách Wolves đã bị tước mất một quả phạt đền, còn Onana không chỉ may mắn thoát thẻ phạt, mà còn không gây ra bi kịch cho đội chủ nhà. Đó là một quả phạt đền vì Onana ra lỡ trớn, đấm trượt bóng, không ở gần bóng. Neville bình luận: may mắn và tài năng của Onana đã giúp quỷ đỏ thành Manchester khởi đầu suôn sẻ tại giải ngoại hạng Anh mùa giải mới. Dường như sau nhiều năm sống trong nỗi phấp phỏng De Gea, Manchester United có thể có được sự yên tâm với Onana và huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ có thể tập trung hơn vào việc giải quyết các vấn đề nan giải khác của đội nhà như hàng phòng ngự thiếu chắc chắn. Sự kết nối giữa các tuyến. Manchester United chịu nhiều cú sút trên sân nhà nhất kể từ năm 2005. Wolves đã thực hiện 23 cú sút về phía khung thành của Manchester United ở trận này. Đây là trận đấu mà quỷ đỏ thành Manchester phải chịu nhiều cú sút nhất về phía khung thành đội nhà tại Premier League khi họ được chơi trên sân nhà Old Trafford kể từ sau trận đón tiếp Chelsea vào năm 2005.